Chào mọi người, chúng ta học nội dung từ vựng của ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì trước khi vào phần từ vựng, chúng ta sẽ ôn lại các từ vựng mà chúng ta đã học được. Chúng ta đã học tổng cộng được 32 từ. Bây giờ chúng ta sẽ vào các động từ nhé. Từ đầu tiên, từ này là ư ba ự, đúng không? Động từ ư ba ự, chữ Hán là chữ đoạt, nghĩa của nó là cướp đoạt, tước đoạt. Từ số 2 là động từ ô ự, hai chữ ô, chữ Hán này là chữ phúc, đúng không? Bao phủ, che phủ lên bề mặt. Từ số 3 là từ ki sô ự, chữ Hán là chữ cạnh, đúng không? Và có nghĩa là cạnh tranh, thi đua. Và từ tiếp theo là động từ cư rư ự, đúng không? Cư rư ự, chữ Hán này là chữ cuồng, đúng không? Điên, cuồng, loạn. Từ số 5, đây là động từ mi chi bi cự, chữ Hán là chữ đạo, đúng không ạ? Nghĩa là chỉ đạo, hướng dẫn, dẫn dắt. Từ số 6 là động từ ca nga gia cự, đúng không ạ? Chữ Hán là chữ huy, nghĩa của nó là chiếu sáng lấp lánh, đúng không ạ? Mặt trời chẳng hạn, nó ngôi sao. Từ số 7, động từ kata mư cự, đúng không ạ? Kata mư cự, chữ Hán là chữ khuynh, đúng không ạ? Và nghĩa của nó là trạng thái bị nghiêng. Và số 8 là động từ a ra mư cự, đúng không ạ? Chữ Hán này là chữ khi, nghĩa của nó là lừa đảo, dối trá, nói dối, đúng không ạ? Hoặc là nó có một nghĩa khác là thua, đúng không ạ? Xin xem, không phải thua mà là hơn, đúng không ạ? Đánh bại. Cô ấy có vẻ đẹp hơn cả hoa ấy, đúng không ạ? Tiếp theo là các tính từ, chúng ta xem 8 tính từ này nhé. Tính từ đầu tiên là ayashi, đúng không ạ? Chữ Hán là chữ quái, nghĩa của nó là đáng nghi, khả nghi. Từ số 2 là tính từ kuyashi, đúng không ạ? Chữ Hán là chữ hối, nghĩa là hối hận, tiếc nuối. Từ số 3 là tính từ nikurashi, đúng không ạ? Nikurashi, chữ Hán là chữ tăng, nghĩa của nó là kinh tởm, đáng kinh tởm. Hoặc là có thể dùng theo nghĩa tích cực là gì? Cô ấy giỏi tranh đến phát tẩu. Từ số 4 là tính từ tanomoshi, chữ Hán là chữ lại, đúng không ạ? Đáng tin cậy, có thể nhờ cậy, hoặc là đầy tiềm năng. Số 5 tính từ darashinai, lôi thôi, luộm thuộm, đúng không ạ? Đối với tiền năm thì chúng ta có thể dịch là tiêu tiền bừa bãi, đúng không ạ? Hoặc là thời gian thì là không tuân thủ thời gian, đúng không ạ? Chi càng nghĩ darashinai. Ngoài ra thì từ này nó có một nghĩa khác là nhụt chí, đúng không ạ? Tức là làm gì đấy mới thất bại có một lần mà đã nhụt chí, thật là darashinai, đúng không ạ? Thật là tiếp theo mitomonai, mitomonai là đáng xấu hổ, đáng hổ thẹn. Tông đế bồ nai, thật là chuyện vớ vẩn, đúng không ạ? Vớ vẩn hoặc là một vấn đề khủng khiếp, kinh khủng. Còn nani genai là không chủ ý, không mục đích, đúng không ạ? Một lời nói bâng quơ nhưng lại khiến người ta lo lắng. Tiếp theo là phần phó từ liên từ từ lái. Đầu tiên là từ seseto, seseto là cần cù, siêng năng, chăm chỉ, đúng không ạ? Từ zurarito hoặc là zurato, từ này là xếp thành dãy, đúng không? Tức là số lượng nhiều cái gì đấy, xếp thành hàng thành dãy. Từ này rất hay đi với động từ narabu ở phía sau. Từ tiếp theo là shinto hoặc là shinto hoặc là shinto, đúng không? Chìm đi, không khí, đúng không? Trầm xuống, lặng xuống, trở nên yên tĩnh. Và futo, đột nhiên, bất chợt, đúng không? Thường là nảy ra một ý tưởng, có một ý tưởng gì đấy. Đấy, số 5 này, từ gutari, gutari là mệt dã rời, đúng không? Mệt dã rời. Hisori, yên ắng, đúng không? Tức là cái không gian, bầu không khí trở nên yên ắng. Từ tiếp theo là kosori, kosori là rón rén, lén lút làm gì, đúng không? Và gisiri, nền chặt, đúng không? Đấy, chặt, từ này rất hay đi với động từ tsumaru, đúng không? Được nền chặt. Tiếp theo là các từ phức, từ đầu tiên là hiki kaesu, quay trở lại điểm xuất phát, chúng ta xuất phát chúng ta đi đâu, đúng không ạ? Nhưng do có sự cố gì đấy chẳng hạn, chúng ta lại quay trở lại điểm chúng ta đã xuất phát. Hikuri kaesu thì là lật úp cái gì, đúng không ạ? Lật úp. Tiếp theo là tori kaesu, lấy lại được một trạng thái, khôi phục lại được cái trạng thái ban đầu. Ikaesu, nói lại, đáp trả lại hoặc là bật lại. Tiếp theo là oshikiru, oshikiru là bác bỏ, đúng không? Hoặc là gọi là gì, gạt sang một bên, đúng không? Gạt bỏ đi những sự phản đối để tiếp tục kế hoạch. Harikiru thì là hăng hái làm gì, đúng không ạ? Tiếp theo là shimekiru, đóng hạn, đúng không ạ? Kết thúc kỳ hạn. Hoặc là thắt chặt lại, đúng không ạ? Thắt lại. Và từ omoikiru là dứt khoát, từ bỏ, đúng không ạ? Tức là dứt khoát với một cái gì đấy hoặc là từ bỏ một cái gì đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang bài mới nhé.
Hôm nay chúng ta sẽ học một số động từ có đuôi là sư. Từ đầu tiên này, ta nga gia sự. Ta nga gia sự. Chữ Hán này là chữ canh và nghĩa của nó là trồng trọt, cày cấy. Ví dụ như là gì? Are tạ chi ốp ta nga gia sự. Từ are tạ tức là cằn cỗi, chi tức là đất cằn cỗi, cày cấy trồng trọt trên đất cằn cỗi. Từ tiếp theo, chữ Hán này thì rất quen đúng không? Chữ này là chữ phí trong chi phí. Và chúng ta có động từ của nó là chư y gia sự. Chư y gia sự. Nghĩa của nó là dùng hoặc là tiêu tốn. Dùng là dùng gì ạ? Dùng thường hay dùng là dùng tiền này, dùng thời gian này, sức lực. Chúng ta lấy ví dụ này. Chi càng tốt, okaneo, chư y gia sự. Tức là sử dụng, dùng, tiêu tốn, đúng không? Tiền và thời gian. Hoặc là tai liêu ốp, chư y gia sự. Tức là tiêu tốn thể lực. Ok, từ tiếp theo là từ chi ra ca sự. Chúng ta có chữ Hán này là chữ tán. Chúng ta có chữ tán, động từ chi rự là dụng đúng không? Hoa anh đào dụng. Còn đây là động từ chi ra ca sự. Nghĩa của nó là hành động làm vương vãi, vứt lung tung, để bừa bãi hoặc là bày bừa. Ví dụ là gì? Gomio chi ra ca sự. Tức là gì? Vứt rác lung tung. Heyao chi ra ca sự. Tức là để bừa bãi, căn phòng. Cái này đi với trợ từ ố nhé. Tiếp theo, một tính từ nữa là ama-ya-ca-sự. Chữ Hán này là chữ cam, đúng không? Chúng ta có tính từ ama, amai là ngọt, đúng không? Thì đây là động từ của nó. Nghĩa của nó là chiều chuộng, nuông chiều. Nuông chiều ai thì chúng ta sẽ với chữ hoặc là làm hư. Kodomo-o, ama-ya-ca-sự, tức là nuông chiều con. Chi-sai-ko-ro-ka-ra. Amaya kasareta. Đây là chúng nó đang được chia sang thể bị động đúng không? Tức là được nuông chiều từ khi còn nhỏ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đọc lại một lượt các từ vựng này nhé. Ta nga gia sự, trồng trọt, cày cấy. Chui gia sự, dùng, tiêu tốn. Chi ra gia sự, làm vương vãi, vứt lung tung, để bừa bãi. Và amaya ca sự, chiều chuộng, nuông chiều, làm hư. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần bài tập liên siêu đối với các từ vựng này. Mọi người có thể tạm dừng video lại để tự làm bài, sau đấy xem bài chữa cũng được. Chúng ta làm câu đầu tiên nhé. Mainichi sanji fun o eigo no hearing. Hearing là hearing, tức là nghe, đúng không ạ? Norenshu ni. Hàng ngày này, tôi 30 phút, đúng không? 30 phút cho việc luyện nghe tiếng Anh. Thế thì tức là gì ạ? Tôi dùng 30 phút, đúng không? Chúng ta sẽ có từ tiêu tốn, dùng ở đây là sẽ là động từ nào nhỉ? Đúng rồi, đó là từ số 2, đúng không ạ? Động từ chư y gia sự, chữ Hán là chữ phí, đúng không ạ? Câu số 2, nokawa tahata, từ này là tahata, nghĩa là đồng ruộng, đúng không ạ? Ni hirio, hirio, chữ này có nghĩa là phân bón. Ốc mai tê, động từ ma cự ở đây tức là rắc phân bón lên đồng ruộng, đúng không ạ? Noka là nhà nông, người nông dân rắc phân bón lên đồng ruộng để chắc chắn là để làm gì? Cày cấy, đúng không ạ? Nên ở đây chúng ta sẽ chọn từ cày cấy, đó là động từ ta nga gia sự. Đáp án là số 1. Câu số 3. Kimi wa musuko san o sugiru yo. To yoku tomodachi ni iwareru. Tức là gì? Tôi hay bị đứa bạn nói rằng, đúng không? Bạn ý, mày ý, là cái gì gì đấy, con quá đấy, đúng không? Chắc chắn là mày gì làm sao gì à? Chiều con quá, nuông chiều con quá đấy, đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ dùng động từ amayakasu, đúng không ạ? Amayakasi. Đáp án là số 4. Câu số 4. Koe ni gomi o no wa Hijoshiki no koida. No quá, đây là danh từ hóa nội dung phía trước, đúng không? Việc cái gì gì đấy rác ra công viên là một cái hành vi. Hijoshiki là việc phi thưởng thức, không có hiểu biết thông thường, đúng không? Còn koi là hành vi, tức là một hành vi thiếu hiểu biết, đúng không? Thế thì chắc chắn là gì nhỉ? Việc gì nhỉ? Vứt rác, đúng không? Bày bừa làm vương vãi rác ra công viên, đúng không ạ? Nên câu này chúng ta sẽ có từ vương vãi làm vương vãi, đó là từ số 3, đúng không ạ? Chi ra ca sự. Ok, tiếp theo chúng ta sang nội dung phần tính từ. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với bốn tính từ cũng rất là hay gặp. Từ đầu tiên là yakamashi. Yakamashi là ồn ào, ầm ĩ, inh ỏi, khắt khe, chặt chẽ.
À, tức là cái người nằm rất là chặt chặt chẽ, cứ có cái gì động cái là bắt đầu lại làm ồn, làm inh ỏi lên. À, ví dụ này, radio no oto ga yakamashi, đúng không? Tức là gì? Tiếng của cái đài radio rất là ồn ào. Kisoku ga yakamashi, đúng không? Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ dịch nó là các cái quy tắc rất là khắt khe. Ok, từ số 2 là sosokashi. Sosokashi là hấp tấp vội vàng, đúng không? Hấp tấp vội vàng tức là cái người nào mà cứ hay hấp ta hấp tấp. Ví dụ này, shiken de sosokashi, đúng không? Tức là trong buổi thi, đúng không? Thì lại hấp tấp vội vàng. Sosokashi kute sai phử hộ wasureta, đúng không? Tức là gì? Hấp ta hấp tấp rồi quên mất cái ví. Hay, từ tiếp theo là từ otonashi, chúng ta có thể tham khảo chữ Hán nhé. Otona là chữ đại nhân, tức là người lớn, đúng không? Từ này có nghĩa là dịu dàng, trầm tính, hiền lành, đúng không? Ví dụ như là gì? Otonashi fuku. Đối với bộ trang phục ấy, mà bộ trang phục mà otonashi thì chúng ta sẽ hiểu nó là gì? Trang phục trông rất là nhẹ nhàng, đúng không? Nhìn rất là trầm, rất là dịu dàng. Otonashi ojo-san, đúng không? Tức là một cô con gái rất là hiền, dịu dàng. Hay là otonashi thái độ, đúng không? Tức là thái độ rất là hiền lành. Otonashi dobutsu, tức là một cái con vật rất là hiền. Ok, và từ cuối cùng là từ fusawashi. Từ này có nghĩa là thích hợp, phù hợp. Cái từ này thì có một đặc điểm, đấy là thích hợp với cái gì thì người ta sẽ hay dùng trợ từ ni. Ví dụ ở đây là gì? Rida ni fusawashi tarewa rida ni fusawashi, tức là anh ấy thích hợp để làm leader. Hay là party ni fusawashi fuku, tức là gì ạ? Trang phục phù hợp cho tiệc tùng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại các từ vựng này một lượt nhé. Yakamashi, ồn ào, inh ỏi, khắt khe, chặt chẽ. Sosokashi, hấp tấp, vội vàng. Otonashi, dịu dàng, trầm tính, hiền lành. Và fusawashi, thích hợp, phù hợp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang phần làm bài tập liên siêu cho các từ vựng này nhé. Câu số 1 này. Katahō zutsu machigatta kutsushita o haku nante hito da. Đây chúng ta có từ katahō, tức là một bên của một bên nào. Ví dụ như có đôi tất thì có hai bên, đúng không? Thì một bên này và một bên kia, một bên này người ta gọi là katahō. Kutsushita là đôi tất, đúng không? Tức là gì ạ? Kutsushita o haku tức là đi tất, đúng không? Đi cái đôi tất mà lại đi nhầm, tức là nhầm đô bên nọ sang bên kia, tức là đi trái, đi ngược, đúng không? Thì thật là một cái con người như thế nào? Người gì mà lại đi nhầm tất chờ hai bên với nhau thì chắc chắn phải là người gì ạ? Hấp tấp, đúng không ạ? Sosokashi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn đáp án là số 2, đúng không ạ? Đáp án số 2, sosokashi. Câu số 2. Kanojo wa iro ga niau to omoimasu, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng cô ấy là một người này, cô ấy này phù hợp với cái màu sắc như thế nào? Chắc chắn là gì? Cô ấy phù hợp với tông màu trầm, màu dịu dàng, đúng không ạ? Nên chúng ta sẽ chọn từ dịu dàng, đây là từ dịu dàng, trầm tính, hiền lành, đó là từ otonashi, đúng không ạ? Đáp án là số 3. Câu số 3. Chimu no chiki captain toshite ueno san ga motomo to omou. Ở đây chúng ta có từ jiki, thứ kỳ, tức là kỳ sau, kỳ tiếp theo. Kép vự tên thì là đội trưởng, đúng không ạ? Với tư cách là đội trưởng của đội ở trong kỳ sau, đúng không ạ? Thế thì tôi nghĩ rằng là anh Ueno là người gì nhất? Chắc chắn là người gì nhỉ? Phù hợp nhất, đúng không? Tôi nghĩ rằng anh Ueno phù hợp nhất, đúng không ạ? Với tư cách là đội trưởng của nhiệm kỳ tiếp theo. Thế thì chắc chắn chúng ta sẽ phải chọn tính từ phù hợp là gì nhỉ? Fusawashi, đúng không ạ? Chúng ta chọn đáp án số 4. Câu số 4. Kochi no oto ga benkyō ni shūchū dekinai. Âm thanh của cái công trường nó chắc chắn là gì nhỉ? Ồn ào, inh ỏi, cho nên tôi không thể tập trung vào việc học, đúng không ạ? Nên câu này chúng ta sẽ chọn từ số 1 là yakamashi. Ok. Tiếp theo, chúng ta sang nội dung phần phó từ liên từ từ lái. Hôm nay chúng ta sẽ học một số phó từ có đuôi là đi. Từ đầu tiên là tập puri. Tập puri là đầy đủ này, đầy tràn, trọn vẹn, hoặc là no nê. Chúng ta lấy một số ví dụ này. Ji shin tập puri, tức là người đầy tự tin, tràn đầy tự tin. Ji kan wa tập puri aru, tức là gì? Có đầy thời gian, đúng không? Tức là có đầy đủ dư thừa để người ta làm một việc gì đấy.
Kochiwa tapuri ni ka getsu kakaru. Câu này thì chúng ta sẽ hiểu là gì ạ? Cái công trình ấy, nó mất đúng trọn vẹn 2 tháng, đúng không ạ? Vừa khéo 2 tháng. Và tapuri to, tapuri đựng là ăn no nê. Okay, từ tiếp theo là từ ngakkari. Ngakkari là thất vọng, chán nản, mất niềm tin với một cái gì. Ví dụ, shige ni ochite ngakkari suru. Tức là tôi thi trượt và tôi thấy chán nản, thất vọng. Sabisu no waru sa ni ngakkari suru. Tức là tôi thấy làm sao nhỉ? Thất vọng, chán nản với cái sự tồi tệ của dịch vụ. Tiếp theo là từ asari. Asari là dễ dàng, không do dự, hoặc là giản dị, đơn sơ. Vị thì chúng ta có thể dịch là đồ ăn nhẹ nhàng, vị nhẹ nhàng vừa phải hoặc là nhạt. Từ này được dùng trong khá là nhiều trường hợp. Chúng ta xem một số ví dụ này. Asari makeru, tức là gì? Thua một cách quá là dễ dàng, đúng không? Asari yameru, từ bỏ một cách dễ dàng, hoặc là gì? Từ bỏ một cách không do dự. Okane ni asari. Okane ni asari tức là gì? Coi nhẹ vấn đề tiền, nó tức là không coi nó nặng nề. Ryori wa asari shite tabe yasui, tức là món ăn làm sao nhỉ? Vừa phải, món ăn nhạt ở mức vừa miệng, đúng không? Rất là dễ ăn. Ok. Từ cuối cùng là từ mikiri. Mikiri là rõ ràng, rõ rệt. Từ này chúng ta lưu ý là gì? Thể hiện sự biến đổi nhé. Tức là gì ạ? Sự biến đổi mà người ta nhìn thấy rõ hay là người ta có thể cảm nhận rõ. Ví dụ này. Mekiri suzu shikunata, tức là gì? Trở nên lạnh hẳn, tức là người ta cảm nhận thấy cái lạnh nó rất là rõ rệt. Mekiri fuke komu, fuke komu tức là già, đúng không? Già hẳn đi, đúng không? Tức là cái già, cái sự lão hóa người ta nhìn thấy rất là rõ rệt. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đọc lại các từ vựng này nhé. Tapuri, đầy đủ, đầy tràn, trọn vẹn, no nê. Ngakkari, thất vọng, chán nản, mất niềm tin. Asari, dễ dàng, không do dự, giản dị, đơn sơ, nhẹ nhàng, vừa phải hoặc là nhạt. Và mekiri, rõ ràng, rõ rệt. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập liên siêu với các phó từ này nhé. Từ số 1, câu số 1. Chikan ga aru kara isoganakute mo ii, tức là gì? Vì có thời gian như thế nào đấy cho nên không cần phải vội, không cần phải gấp. Chắc chắn là gì nhỉ? Vì có đầy thừa thời gian, đúng không? Dư thừa đầy đủ thời gian. Cho nên chúng ta sẽ dùng từ nào nhỉ? Tapuri, đúng không ạ? Tapuri aru kara. Chúng ta chọn đáp án số 1. Câu số 2. Kyo wa shokuyoku ga nai no de. Shokuyoku là cảm giác thèm ăn, đúng không ạ? Hôm nay không thấy thèm ăn, cho nên là shita mono ga tabetai. Cho nên tôi muốn ăn một cái đồ ăn mà như thế nào nhỉ? Chắc chắn là gì? Nhạt nhạt, vừa miệng thôi, đúng không ạ? Đơn giản thôi. Nên câu này chúng ta sẽ chọn cái từ đó là từ asari, đúng không ạ? Từ số 3. Câu số 4. Nichiu wa mada atsui ga. Nichiu tức là trong ngày, đúng không ạ? Ban ngày. Asayu wa asayu tức là ban buổi sáng và buổi tối. Suzu shiku nata, thế nhưng mà ban ngày này thì vẫn còn nóng, đúng không ạ? Thế nhưng mà đến buổi sáng ấy và buổi chiều tối, buổi tối ấy thì trở nên lạnh, lạnh gì ạ? Lạnh rõ rệt, đúng không? Tức là người ta cảm nhận nó không phải là lạnh mà là mát mẻ, đúng không? Trở nên mát mẻ rõ rệt, đúng không ạ? Thế thì từ này chúng ta sẽ chọn từ số 4, đúng không ạ? Mekiri. Câu số 4. Shige ni ochite suru toki ga tomodachi ga nagusamete kureru. Tức là gì? Cái lúc mà tôi bị thi trượt và làm sao nhỉ? Tôi thất vọng, buồn chán, đúng không ạ? Thì cái lúc đấy bạn tôi là cái lúc mà bạn tôi nó an ủi giúp đỡ tôi, đúng không ạ? Thì từ chúng ta có động từ nagusameru, đúng không ạ? Nghĩa là an ủi, động viên. Thì câu này chúng ta sẽ chọn từ số 2, đúng không ạ? Ngakkari, thất vọng. Ok. Chúng ta sang tiếp mà phần thứ tư của ngày hôm nay, đó là phần từ phức, đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ học một số từ phức có từ komu. Từ đầu tiên là từ tobi komu. Nghĩa của nó là lao mình vào, nhảy vào đâu, hoặc là hòa mình vào một cái công việc, một cái thế giới nào đó, tự dưng xuất hiện, bỗng dưng có một cái gì đấy nó xuất hiện ra. Chúng ta xem ví dụ nhé. P
Puruni tobikomu tức là gì? Lao xuống bể bơi, đúng không? Nhảy xuống bể bơi. Atarashi sekai ni tobikumu tức là gì? Hòa nhập vào, hòa mình vào một thế giới mới, đúng không? Hoặc là bước vào một thế giới mới. Dai niu sự ngã tobikomu tức là gì? Tự dưng xuất hiện một cái tin tức lớn. Hai. Tiếp theo là omoi komu. Omoi komu thì sẽ có nghĩa là nghĩ rằng, cho rằng, hoặc là nghĩ kỹ, suy ngẫm, tức là một cái điều gì đấy mà người ta cứ nghĩ chắc chắn là như vậy, hoặc là nghĩa thứ hai của nó là suy nghĩ cái gì đấy thật là kỹ, cân nhắc, suy ngẫm. Ví dụ là gì? Jibun ga machigai nai to omoi komu, tức là tôi tin chắc, tôi nghĩ chắc là bản chắc chắn rằng bản thân mình không bị sai. Kare wa omoi konde iru, tức là anh ấy đang suy ngẫm, anh ấy đang ngẫm nghĩ. Đấy, từ tiếp theo là từ suwarikomu. Suwarikomu nghĩa của nó là ngồi ì ra, ngồi yên một chỗ. Ví dụ là engawa, engawa là cái hiên nhà. Engawari suwarikomu tức là cứ ngồi ì, ngồi yên ở chỗ cái hiên nhà. Tiếp theo là động từ kakekomu. Kakekomu là chạy ùa vào, chạy vội vào, chạy toán loạn vào đâu đấy. Ví dụ là gì? Ie no naka ni kakekomu, tức là gì? Chạy toán loạn vào trong nhà. Kobang ni kakekomu, tức là chạy ùa vào trong đồn cảnh sát. Vậy chúng ta đọc lại các từ vựng này một lần nhé. Tobikomu, lao mình vào, nhảy vào, hòa mình vào, tự dưng xuất hiện. Omoi komu, nghĩ rằng, cho rằng, hoặc là nghĩ kỹ, suy ngẫm. Suwari komu, ngồi ì, ngồi yên một chỗ, không chịu đi. Kake komu, chạy ùa vào, vội chạy, vội lao vào. Hãy, bây giờ chúng ta sẽ làm các bài tập với những từ vựng này nhé. Câu số 1, beru ga natte, tức là chuông kêu. Kotei de asonde iru gakusei tachi ga, các bạn học sinh đang chơi ở sân trường. O isogi de, o isogi tức là rất gấp, rất vội. Kurasu no naka ni, các bạn học sinh đang chơi ở sân trường, thì tức là gì nhỉ? Vội vàng, gấp gáp, chạy ùa vào trong lớp. Nên là chúng ta sẽ có động từ chạy ùa vào là gì nhỉ? Động từ kakekomu. Chúng ta sẽ chọn đáp án là số 4. Câu số 2. Kare wa puru ni sakana no you ni mogutta. Chúng ta có động từ moguru, chính là chữ tìm, thì đây có nghĩa là lặn. Anh ấy cái gì bể bơi và lặn như cá, chắc chắn là gì nhỉ? Anh ấy nhảy mình lao xuống, nhảy xuống bể bơi, đúng không ạ? Chúng ta có động từ lao xuống, nhảy xuống, nó sẽ là tobikonde, đúng không ạ? Tobikomu. Chúng ta chọn đáp án số 1. Câu số 3. Hitobito wa sacho ni aitai to iriguchi ni, tức là gì ạ? Mọi người ha. Sacho ni aitai to tức là muốn gặp, muốn mong muốn gặp giám đốc, đúng không? Và cái gì gì đấy ở chỗ cửa vào, chắc chắn là gì ạ? Ngồi ì ra, đúng không? Cứ ngồi yên ở cái chỗ đấy, đúng không ạ? Để muốn gặp giám đốc. Nên câu này chúng ta sẽ chọn từ là suwari komu ạ, đáp án số 3. Câu số 4. Tekkiri jibun no kasa da to itara kare no data. Ở đây chúng ta có từ tekkiri nhá. Tekkiri là tekkiri thì có nghĩa là nghĩ, tức là mới đầu mình nghĩ là như vậy, nhưng mà cái thực tế nó lại không phải như thế. Tức là mình đã nghĩ chắc là như vậy, đã đinh ninh chắc là như vậy, nhưng mà lại không phải. Thì ở đây chúng ta sẽ là gì nhỉ? Đã ninh ninh, đã nghĩ chắc là cái ô của mình, đúng không? Thế nhưng mà lại hóa ra nó lại là ô của anh ta. Thế thì chúng ta sẽ dùng từ nghĩ chắc, tin chắc. Chúng ta sẽ dùng từ số 2, đúng không ạ? Omoi konde, omoi komu. Ok, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé.